Hello, xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ kể cho bạn nghe một cái việc mà lừa đảo trên nền tảng NFT để mà các bạn lấy làm ví dụ, tránh cái trường hợp là mình sẽ là một người bị lừa giống như các bạn bạn thấy trên màn hình này ha. Thì đây là một cái bạn ở trên mạng, thì vô tình bạn coi cái kênh YouTube của mình, bạn biết đến mình, thì bạn nhờ mình tư vấn là coi cái trường hợp của bạn có phải là bị lừa hay không và có cách nào để rút tiền được hay không. Cái thứ hai là bạn hỏi là làm thế nào để nhận biết được là cái website này nó là lừa đảo hay là không có lừa đảo, tại vì không phải ai cũng có kinh nghiệm. Thì có một số người giống như là họ lớn tuổi á, mà họ mới vừa nghiên cứu về NFT nên là họ không có đủ cái kiến thức để mà họ nhận biết được. Thì làm thế nào đây mà nhận biết được, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà mình nhận biết được là cái website nó có lừa đảo hay không. Thì trước khi mình nói việc đó thì mình sẽ show cho các bạn thấy cái trường hợp của các bạn trên Zalo ha. Bạn này bạn nhắn nè, cái trang này nó có lừa hay không em nè, trang web này nè đó, thì bạn show cái trang web đó. À, thì bây giờ mình tổng hợp lại những cái tin nhắn của bạn này để mình giải thích cho các bạn hiểu. Thì đầu tiên ở đây bạn thấy là có 5 tấm hình, mình sẽ sắp xếp theo cái thứ tự là 1, 2, 3, 4, 5 từ bên trái qua phải. Đầu tiên, cái tấm hình đầu tiên mình thấy là nó có một cái website là ESCVN, và cái trang mà lừa đảo đó, nó sẽ làm ra một cái banner, một cái hình quảng cáo fake luôn, và nó sẽ chèn cái chữ ESC vào. À, nó sẽ ghi bằng tiếng Việt để mà làm cho tạo sự mà tin tưởng, làm nó chỉnh chu mà mình tưởng cái đó là cái do SC nó quảng cáo, nhưng mà thật sự là cái đó không phải là SC mà nó tự nó tạo ra cái hành quảng cáo mà nó nhìn rất là chỉnh chu, giống như là của một công ty nó gửi vậy đó. Sau đó có thể là khi mà bạn tham gia những cái lần, khi mà bạn nghiên cứu về SC, có thể là lúc mà ban đầu bạn sẽ vào những cái hội nhóm Facebook đúng không, thì khi đó những cái đứa mà lừa đảo trong cái hội nhóm Facebook nó nhiều lắm, và nó sẽ nhận biết được là cái người nào có kinh nghiệm hay là người nào chưa có kinh nghiệm, thì nó sẽ tiếp cận đối với những người mà chưa có kinh nghiệm. Ví dụ như bạn lên Facebook bạn hỏi những cái câu mà nó gọi là nó vu vơ, thì nó sẽ nhận biết được là cái người đó là chưa kinh nghiệm, và nó sẽ tiếp cận bạn, nó nhắn tin qua Facebook đó. Sau đó nó sẽ nói là giống cái trường hợp của bạn này, nó sẽ nói là EC chuẩn bị cho phép là bán dropshipping. Như bạn biết là EC nó cấm dropshipping, nhưng mà nó nói là EC cho phép bán dropshipping mà nó chuẩn bị thử nghiệm ở Việt Nam, nên là nó thành lập một cái website là escvn.com. Như các bạn biết đó là esc nó chỉ có một cái địa chỉ website thôi, nó là esc.com chứ nó không có là escvn.com. Nên là cái việc mà nhận diện cái website mà nó có lừa đảo hay không, đầu tiên là bạn nhận diện qua cái địa chỉ website. Bạn thấy cái địa chỉ website mà nào mà nó không đúng với cái website chính thống là esc.com thì đó có thể là cái lừa đảo. Esc hiện tại bây giờ nó chỉ có một website thôi. Bạn thấy bất kỳ cái website nào mà nó khác cái website mà esc.com thì đó là một cái website lừa đảo, nếu mà nó tiếp dùng cái đường link đó để mới tiếp cận bạn ha. Nên là khi mà bạn thấy cái đường link đó mình đừng nhấp vào, thì khi bạn nhấp vào nó sẽ lấy thông tin cá nhân của bạn, hoặc là nó sẽ dụ bạn mở cái tài khoản gì đó liên quan đến ngân hàng hay là gì đó trên website đó, thì bạn sẽ bị lộ thông tin cá nhân. Thì cái hình thứ hai thì bạn thấy là nó nói là chị đang tham khảo cái mô hình kinh doanh SC Dropshipping hoàn toàn mới ha. Thì nó bắt đầu nó sẽ kể cái câu chuyện là SC nó chuẩn bị mở rộng kinh doanh ở Việt Nam mà năm 2005 gì đó, nó phát triển cái mô hình gì đó, thì nó mới thành lập một cái website, và nó yêu cầu cái người mà nó tiếp cận đó, thì nhấp vào cái đường link đó để mà đăng ký mở shop trên cái đường link ảo luôn. Như vậy thì các bạn này bạn bị lừa ngay tại cái thời điểm mà nó tiếp cận, nó gửi cái đường link, cái đường link ảo á, thì bạn này bạn nhấp vào cái đường link ảo và bạn tạo một cái shop EC tên chính cái đường link ảo luôn là ec.vn.com. Thì bây giờ mình sẽ mở cái website đó cho các bạn thấy ha. Nè, ec.vn.com này, đây là một cái website lừa đảo nha, và nó sẽ tạo ra một cái website mà nó đưa cái sản phẩm như thiệt luôn, nên nếu mà các bạn không có kinh nghiệm, các bạn vô là bạn dễ bị lừa. Các bạn thấy không, khi mà mình vào cái website escvn.com thì trên đây nó cũng có sản phẩm nè, thấy không, quần áo nè, phụ kiện máy tính trẻ em, đồ chơi nè đó. Sau khi đó bạn kéo xuống, nếu mà bạn ngọc của người mà chưa kinh nghiệm hoặc là người mà lớn tuổi thì dễ bị lừa lắm, tại vì bạn vô đây bạn thấy là sản phẩm nó có đúng không, nhưng mà các bạn thấy cái chỗ mà nhận diện đầu tiên là cái địa chỉ website nó không đúng đó, thì đó là cái đầu tiên. Nếu mà địa chỉ website mà đúng của SC nó phải là esc.com này thôi, chứ mà esc mà cái gì đó ví dụ như là sạc với em gì là không đúng là không được, chỉ có đúng một website thôi, thì bạn chỉ vô đúng cái website này thôi, ngoài những website ra thì bạn đừng có vô website nào hết ha. Thì cái trường hợp của các bạn này là bạn vô cái website lừa đảo và bạn đã đang bị dụ và đăng ký cái một cái cửa hàng trên trên đây. Sau khi mà bạn đăng ký cái cửa hàng trên đây á,
thì bạn cũng mở một cửa hàng như bình thường, sau đó bạn nó sẽ dụ, và nó dụ là đăng sản phẩm lên, sau đó nó sẽ giả cái người khách hàng á, vô cái cửa hàng của bạn này mua cái sản phẩm. Khi đó khoảng chừng một tuần sau, khoảng 3 4 ngày sau gì đó, khi mà các bạn mà bị lừa vô cái cửa hàng mà trên cái website ảo á, thấy là có rất là nhiều người mua cái đơn hàng của mình, thì lúc đó người ta sẽ bị phấn khích và thấy là có rất là nhiều tiền ở trong tài khoản. Thì ngay tại thời điểm mà bạn nó show cho bạn thấy là bạn bán được nhiều hàng, bạn đã có nhiều tiền trong tài khoản rồi, thì lúc đó nó sẽ nảy sinh ra một vấn đề là nó sẽ giả một cái lần nữa, là nó sẽ giả bộ nó nhắn tin vào cái tin nhắn của bạn trên cái website lừa đảo, nói là hiện tại bây giờ bạn có rất là nhiều đơn hàng nhưng mà bạn không có kịp ship hàng cho khách hàng, nên là bạn sẽ bị khóa tài khoản. Và để mà ngăn chặn việc khóa tài khoản, nó sẽ yêu cầu bạn á chuyển tiền vô, tiền đảm bảo cái đơn hàng gì đó vào cái số tài khoản của nó, thì nó mới không có khóa tài khoản. Thì giống như cái hình thứ tư thì bạn thấy nè, nó sẽ gửi cho bạn một cái đoạn văn vừa bằng tiếng Anh mà nó dịch ra tiếng Việt luôn, nó là bạn có 12 giờ để bổ sung tiền nè, đảm bảo cho các đơn hàng mình tiếp theo được tiếp tục gửi đến tay khách hàng, nếu không bổ sung tiền đảm bảo thì chúng tôi sẽ bị khóa, cái hàng của bạn sẽ bị khóa đó. Thì cái trường hợp của bạn là sau khi mà nhận được cái tin nhắn này thì chưa có kịp mà phân biệt đúng hay sai, hay là cái lừa đảo hay không lừa đảo, thì bạn này đã chuyển tiền 50% cái tiền mà so với doanh thu hiện tại trong tài khoản, mà chuyển trực tiếp cái tiền số tài khoản kia, nên là bạn đã bị mất cái tiền 50% đó. Thì hiện tại trên cái cửa hàng ảo của bạn á, thì nó báo là bạn bán được, là bạn coi cái đó mình thứ năm á, thì nó sẽ báo là bạn bán được là 310 đô, và nó yêu cầu cái bạn đó chuyển 50% của 310 đô đó, thì bạn đó chuyển được khoảng 100 mấy đô, mấy chục đô, thì đâu đó là chắc cũng 2 triệu mấy. Thì trong tính ra bạn này bạn bị lừa, nhưng mà đâu đó thì bạn vẫn còn may mắn, bởi vì cái số tiền này nó cũng không phải là lớn lắm. Nhưng mà trong trường hợp ví dụ bạn mới mở một cửa hàng, và sau khi bạn mở khoảng chừng một tuần 2 tuần gì đó, bạn bị dụ và nó sẽ tạo ra rất là nhiều đơn hàng, ví dụ nó cái số tiền nó lên khoảng chừng 3 4 ngàn đô, là nó khoảng gần 100 triệu đi, 400 triệu gì đó, 100 triệu, và nó yêu cầu bạn chuyển 50% để mà gửi cái tiền đảm bảo cái đơn hàng nó sẽ đi đến khách hàng đúng thời gian á, nó sẽ yêu cầu bạn chuyển 50% nó, thì bạn sẽ bị mất cái tiền 50%. Cho tiền nó, ví dụ bạn càng lớn như nào thì bạn dễ mất càng đó. Thì trong cái trường hợp của bạn này á, thì bạn bị lừa, nhưng mà cái số tiền nó không quay là quá lớn, nên là mình để mình tránh trường hợp mà những cái bạn khác sẽ bị lừa, nên mình làm một cái video này mình thông báo cho các bạn biết là nếu mà bạn nhận được cái tin nhắn mà giống như các bạn này, mà nói mình là một người bạn bạn nào là một người cái nhân viên SC, thì bạn đừng có nhắc vào cái đường link đó, thậm chí hoặc là bạn có thể block chặn những cái đứa mà nó nói là nhân viên của SC, nó nhắn của bạn qua Facebook nữa ha. Không có nhân viên SC nào mà sẽ nhắn cho mình qua Facebook, hoặc là nó sẽ gửi mình cái đường link nào mà nó không phải là cái đường link chính thống của SC. Đường link chính thống của SC á, nó chỉ là esc.com thôi, chứ nó không qua là esc@vn.com ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem, hy vọng là qua video này thì các bạn sẽ không có bị lừa giống như cái bạn này nhắn mà mình qua Zalo, và không có bị mất tiền. Cảm ơn các bạn đã xem.